Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Năm ngày 3 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tổng kết nông nghiệp nông thôn năm 2018, xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt mức kỷ lục. Lâm Hà áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Gia Lai xây dựng 24 cánh đồng lớn chuyên canh cây trồng, góp phần phát triển sản xuất theo hướng hiện đại bền vững. Làng nghề truyền thống trồng hoa, những biểu tượng của thành phố cao nguyên Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại đầu cầu Lâm Đồng có ông Cờ Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2018, các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp chủ yếu đều vượt kế hoạch. GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong gần 7 năm gần đây. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh phù hợp, hiệu quả hơn và gắn với nhu cầu của thị trường. Các địa phương đã chuyển 105.000 hecta đất lúa kém hiệu quả sang các loại hình sản xuất khác, hiệu quả cao hơn. Một số sản phẩm chăn nuôi bước đầu xuất khẩu. Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 6,10%, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản tiếp tục được nâng cao năng lực. Thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng, đặc biệt xuất khẩu nông sản đạt kỷ lục mới với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 40,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với năm 2017. Các hình thức tổ chức sản xuất liên kết chuỗi, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm được tăng cường, hạ tầng nông nghiệp nông thôn được nâng cấp, phòng chống thiên tai được quan tâm. Đến nay, cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 42%. Tuy vậy, nông nghiệp, nông thôn nước ta vẫn còn những hạn chế như cơ cấu lại nông nghiệp chưa đồng đều, thị trường tiêu thụ biến động, nguy cơ rủi ro dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn, khoảng cách về xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền là khá lớn. Vì vậy, trong năm 2019, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xác định đây là một năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, giá trị sản xuất trên 3,11%, kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỷ đô la Mỹ, có 50% xã và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng trên 41,85%. Vì vậy, ngành đề ra các giải pháp tiếp tục cơ cấu lại ngành và đẩy mạnh sản xuất, chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, phát triển nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và đổi mới các hình thức sản xuất. Tại Lâm Đồng, trong năm 2019, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp theo giá cố định 2010 đạt 38.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân 169 triệu đồng một hecta, vượt kế hoạch đề ra. Có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 12 xã so với năm 2017. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%, tăng 0,4%. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ gần 55.000 hecta. Diện tích tái canh cà phê đạt gần 9.000 hecta. Diện tích gieo trồng năm 2018 đạt gần 384.000 hecta. Tổng đàn gia súc đạt hơn 596.000 con. Toàn tỉnh đã trồng được hơn 1.700 hecta rừng trồng tập trung, giao khoán bảo vệ hơn 431.000 hecta. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.900 cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế đến chế biến tiêu thụ. Nhìn chung năm 2018, tình hình tiêu thụ nông sản Lâm Đồng cơ bản ổn định. Giá nhiều sản phẩm ổn định ở mức cao, đem lại thu nhập tốt cho người dân như thịt heo, cán tầm, các loại quả đặc thù như bơ, sầu riêng. Khoa học kỹ thuật tiếp tục được ứng dụng sâu rộng và có tác động mạnh mẽ đến sản xuất. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế, cải cách hành chính được tích cực thực hiện. Công tác quản lý, điều tiết các công trình thủy lợi, thủy điện được triển khai hợp lý, hiệu quả. Năm 2019, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 5,5%, tăng độ che phủ rừng lên 55%. Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 180 triệu đồng một hecta một năm, tăng 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tại hội nghị, đại diện các địa phương, các bộ ngành đã tham gia phát biểu tham luận, chia sẻ những cách làm hay, những bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được vượt bậc của ngành nông nghiệp Việt Nam, đồng thời đề nghị các địa phương, các bộ ngành liên quan cần tìm các giải pháp khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát triển nền nông nghiệp trong xu thế hội nhập, trong đó chú trọng sản xuất sạch, sản xuất hữu cơ, chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết trong tiêu thụ nông sản, đặc biệt là đẩy mạnh thị trường xuất khẩu. Trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét áp dụng quy định giờ cao điểm của xe chở hoa Đà Lạt vào khu vực các chợ đầu mối, cũng như đối với những xe chở hàng bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung và ổn định giá hoa trong dịp Tết năm nay. Các nhà vườn tại Đà Lạt và vùng trồng hoa lân cận như Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương đã xuống giống hơn 2.000 hecta hoa vụ Tết. Trong đó, vùng hoa Đà Lạt trồng diện tích lớn với các loài hoa được thị trường ưa chuộng như cúc, cẩm chướng, hồng, đồng tiền, v.v. Hiện có đến 85-90% hoa ở Đà Lạt được tiêu thụ trong nước. Có hơn 70% trong đó cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tây Nam Bộ. Sản lượng còn lại dành cho các tỉnh miền Trung và Hà Nội. Để tạo thuận lợi cho hoa Đà Lạt trở về các chợ đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét áp dụng quy định giờ cao điểm của xe chở hoa Đà Lạt và khu vực các chợ đầu mối như đối với những xe chở hàng bình ổn thị trường. Tuy nhiên, để chủ động, các nhà vườn, doanh nghiệp cung ứng hàng vào Thành phố Hồ Chí Minh cần tính toán thời điểm giao hàng linh hoạt, thích hợp để không bị ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng cũng như chất lượng hàng hóa, bảo đảm nguồn cung và ổn định giá hoa trong dịp Tết năm nay. Với hơn 11.000 hecta nông nghiệp công nghệ cao, chiếm gần 24% diện tích canh tác toàn huyện, Lâm Hà hiện được xem là địa phương có nhiều tiềm năng cung ứng cho thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch. Với mục tiêu đóng góp cho chuỗi nông sản trong tỉnh, Lâm Hà đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao với những bước đi cụ thể. Trang trại sản xuất nông nghiệp của công ty Long Đỉnh, một trong những điển hình về nông nghiệp công nghệ cao của huyện Lâm Hà, nơi rất thành công trong sản xuất chè với các loại sầu thương phẩm. Cà chua, dưa leo baby hay dâu tây các loại là những sản phẩm khá phổ biến và đặc trưng lâu nay chỉ có ở thành phố Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng. Nhưng giờ tại trang trại này đều có tất cả. Thế nhưng điều chúng tôi muốn nói đến đó là công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng như thế này. Để cung cấp một sản phẩm sạch, áp dụng những phương pháp hữu cơ, bọn em sử dụng từ nguồn thực vật cho chất lượng tốt hơn sản phẩm ở ngoài, vì nó ăn thì có mùi và vị như là mùi vị từ trong tự nhiên. Dựa trên yếu tố môi trường tự nhiên kết hợp với sản xuất khoa học, ở Lâm Hà, nhiều mô hình được các doanh nghiệp và người dân áp dụng công nghệ thông minh vào sản xuất thủy canh, nông nghiệp hữu cơ. Phương pháp này đã giám sát sự sinh trưởng, kiểm soát sâu bệnh của cây trồng, đặc biệt là kiểm soát bất lợi về môi trường. Ứng dụng cái công nghệ này vào thì tự dưng chúng tôi là giảm được cái tiền đầu tư, và người nông dân mục đích cuối cùng là hạch toán ra, sản xuất ra sản phẩm để phục vụ cuộc sống thì chúng tôi thấy có lợi. Bên cạnh sự nỗ lực của người dân thì chúng tôi nghĩ là cần có sự kết hợp của khoa học kỹ thuật và những cơ quan chức năng kết hợp. Đến thời điểm này, Lâm Hà đã phát triển trên 11.000 hecta nông nghiệp công nghệ cao, tăng 1.200 hecta so với cuối năm 2017. Ngoài cà phê, diện tích rau hoa đạt 255 hecta. Các mô hình trồng rau hoa ứng dụng công nghệ cao đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập cao gấp từ 4 đến 5 lần so với các loại cây trồng khác. Doanh thu đạt từ 500 đến 800 triệu đồng một hecta. Rõ ràng đổi mới phương thức vào sản xuất cho thấy hiệu quả rõ nét. Đây là cái xu thế phát triển của thời đại, cũng như là cái lựa chọn của cái yêu cầu của thị trường mà người sản xuất là phải đáp ứng. Do vậy thì người dân đã nhận thức được cái vấn đề, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để nâng cao cái nhận thức. Cái thứ hai nữa là cũng hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp để bảo đảm làm sao cái giá trị sản xuất nó phải đạt cái hiệu quả cao hơn. Áp dụng khoa học công nghệ trên nền tảng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, huyện Lâm Hà đã và đang tiếp tục hình thành các mô hình nông nghiệp kiểu mới. Trong đó, chú trọng phát triển trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình để từng bước nhân rộng. Hướng đi này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền nông nghiệp địa phương. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em,
thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên địa bàn tỉnh đạt trên 99%, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Tỉnh Lâm Đồng vừa khởi động kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050 với đối tác chiến lược IDH. Đây là tổ chức sáng kiến thương mại bền vững được hỗ trợ bởi nhiều chính phủ châu Âu. Tổ chức này chú trọng vào 6 lĩnh vực chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, quản lý tài nguyên nước và du lịch. Tại tỉnh Lâm Đồng, IDH đưa ra mục tiêu xây dựng vùng sản xuất bền vững cho các loại cây trồng chính là cà phê, chè và rau, nhằm hạn chế ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp, gây thoái hóa đất, mất rừng, làm khan hiếm nguồn nước. Theo đó, chương trình sẽ thực hiện thí điểm tại vùng canh tác rau và cà phê ở huyện Đơn Dương và Lạc Dương. Với hướng tiếp cận là sau khi phân tích thực trạng, sẽ xây dựng chiến lược và các kịch bản tăng trưởng xanh. Tiếp đó, lựa chọn các mục tiêu ưu tiên để có định hướng đầu tư. Kết quả được kỳ vọng là xây dựng được vùng sản xuất bền vững, bảo vệ và phục hồi tài nguyên, bao gồm giữ rừng, bảo vệ nguồn nước và phục hồi đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng triển khai văn bản số 5079 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo đó, rà soát kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục về nề nếp kỷ cương tại các trường học, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, nâng cao đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ vi phạm theo quy định, thiết lập đầu mối thông tin, thông báo, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, chủ động thông báo phối hợp với Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 trong việc tư vấn can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xác lập cơ chế phối hợp phòng ngừa, xử lý vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em tại địa phương, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra nề nếp kỷ cương trường học, xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần đối với trẻ em và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Nhờ áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo việc theo dõi và kiểm soát quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Lâm Đồng đã giải quyết đúng hạn trên 51.900 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ trên 99%. Ngoài thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại 20/20 sở ban ngành, 12/12 huyện thành phố và 147/147 xã phường thị trấn trong tỉnh, việc thành lập và đi vào hoạt động trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như các doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Hầu hết việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng trình tự cách thức quy định. Tên, chức danh, số điện thoại công chức giải quyết hồ sơ đã được niêm yết công khai. Quá trình giải quyết hồ sơ được theo dõi đầy đủ bằng giấy biên nhận, sổ tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn. Chiều 3 tháng 1, Ban chỉ đạo xây dựng thành phố học tập Đà Lạt tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đề án 281 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 và tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án 281, đã có hơn 41.000 hộ gia đình đăng ký tham gia, trong đó có hơn 38.000 hộ đạt gia đình học tập, chiếm tỷ lệ 93%. Có 4 dòng họ đạt dòng họ học tập, 100% đạt cộng đồng học tập thôn tổ dân phố, 60% đạt đơn vị học tập và 16 phường xã đạt cộng đồng học tập cấp xã phường. Trong đó, năm 2018 là năm đẩy mạnh các phong trào học tập suốt đời, xây dựng thành công xã hội học tập tại địa phương, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ của từng cá nhân, cộng đồng và đơn vị một cách sâu rộng. Ban chỉ đạo xây dựng thành phố học tập cũng đã triển khai nhiều lớp tập huấn phù hợp với điều kiện thực tiễn cho người dân, triển khai các mô hình học tập đến từng hộ gia đình, từng thôn xóm và đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn khó khăn về việc đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, nên việc triển khai kế hoạch học tập suốt đời tại cơ sở vẫn chưa đạt yêu cầu. Dịp này, Ban chỉ đạo xây dựng thành phố học tập của Đà Lạt đã khen thưởng cho 64 mô hình học tập tiêu biểu.
Hội khuyến học thành phố Đà Lạt tặng giấy khen cho 13 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Hôm qua 2 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Lâm Đồng đã khai trương trụ sở mới tại 61-63 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Đà Lạt. Đây là một trong 6 chi nhánh phòng giao dịch của ACB trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Được biết, sau gần 9 năm hoạt động tại khu vực Lâm Đồng, ACB đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Đặc biệt, ACB đã đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, địa điểm giao dịch để cung cấp các dịch vụ đến khách hàng. Tính đến hết tháng 12 năm 2018, tổng tài sản của ACB cụm Lâm Đồng đạt trên 4.000 tỷ đồng, với tổng dư nợ trên 4.200 tỷ đồng, huy động được trên 1.000 tỷ đồng. Thông qua việc khai trương trụ sở mới tại thành phố Đà Lạt, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Lâm Đồng mong muốn từng bước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: Gia Lai xây dựng 24 cánh đồng lớn chuyên canh cây trồng, hướng đi mới của ngành nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững. Hơn 1.600 đơn vị trên địa bàn Đồng Nai báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2019 cho người lao động. Số liệu vừa được Nikken công bố cho thấy, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI Việt Nam tháng 12 đạt mức cao 53,8 điểm, tương đương mức trung bình của cả năm 2018. Theo Nikkei, năm 2018, ngành sản xuất Việt Nam đã đạt chỉ số cao kỷ lục từ trước tới nay, tính từ thời điểm chỉ số PMI bắt đầu được Nikkei tiến hành khảo sát năm 2011. Trước đó, tháng 11, PMI đạt mức kỷ lục là 56,5 điểm. Trong tháng 12, sản lượng tiếp tục tăng, lượng đơn đặt hàng mới cũng tăng đáng kể. Thời gian tăng tích cực này đã kéo dài thành 37 tháng và dịp cuối năm 2018, lượng đơn đặt hàng tăng mạnh. Chi phí đầu vào được ghi nhận đã giảm trong tháng 12 năm 2018 và đây cũng là lần giảm đầu tiên về giá cả đầu vào kể từ tháng 2 năm 2016. Miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất mùa đông năm nay. Nhiệt độ xuống thấp kèm theo băng giá, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng của rau. Nguồn cung giảm khiến rau xanh tăng giá từng ngày. Từ mấy ngày nay, rau xanh tăng giá khiến cho nhiều người đi chợ không khỏi giật mình. Rét đậm lại đúng vào dịp nghỉ lễ, nhu cầu rau xanh tăng cao đẩy giá rau xanh mấy ngày qua tăng. Su hào lúc trước chỉ 3.000 đồng một củ nhưng hôm nay có giá tới 7.000 đồng. Bắp cải trước có giá 4.000 đồng một kg, nay lên 8.000 đến 9.000 đồng một kg. Cải thảo cũng tăng giá gấp đôi so với ngày thường. Từ mức độ từ 5.000 cho đến mấy ngày nay mưa rét nhảy lên đến 10.000, giá cả nhảy lên còn là từ một gấp đôi luôn. Kể cả mà ra chợ mua còn không có rau để mua để đi bán cho khách nữa. Xuống đây là có khi là rau còn dập nát, không những là đắt mà còn nát nhừ luôn nữa. Khi là bán lẻ là 25.000 một cân khoai lang, nhưng mà hôm nay thì nó tăng thành 30.000 một cân. Còn cái rau này thì mỗi hôm 10.000 nhưng hôm nay phải là 13-14.000. Cái củ quả bí này, quả bí cái bắp ngô này, như những cái ngô này thì trước là có 5.000 thôi, nhưng bây giờ phải 7.000-8.000. Dạo một vòng quanh các khu chợ của Hà Nội, các loại rau xanh đều tăng giá. Nguyên nhân được cho là do thời tiết mưa và rét, khiến nhiều loại rau ăn lá như rau cải, cải cúc, mùng tơi phát triển chậm và nguồn cung rau giảm. Từ các chợ đầu mối, lượng cung rau giảm nhiều so với trước. Mấy ngày hôm nay đắt hơn so với cả mấy ngày trước, tại vì thời tiết nó rét nên mà mùa trời lại mưa nữa. Thành ra rau cỏ là nó không lên được, mà dân người ta làm rất cũng rất vất vả. Tại vì rét mưa, rét đêm hôm đi làm nhiều cái rau là rất vất vả, nên là cái gì nó cũng tăng giá hơn so với mọi ngày. Trong khi tại các chợ dân sinh giá rau củ tăng từng ngày thì tại một số siêu thị mức giá vẫn ổn định từ các loại mặt hàng tiêu dùng đến thực phẩm tươi sống. Nhằm từng bước hình thành nền sản xuất kinh tế tập trung và hạn chế tình trạng sản xuất riêng lẻ manh mún, thời gian qua tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng các cánh đồng lớn chuyên canh cây trồng. Đây được xem là hướng đi mới của ngành nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất theo hướng hiện đại bền vững. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 7 tổ chức liên kết với nông dân, xây dựng được 24 cánh đồng lớn với tổng quy mô hơn 2.600 hectare. Theo đó, có 6 dự án thành lập 18 cánh đồng lớn với gần 2.200 hectare mía, 2 dự án lập 2 cánh đồng lớn với gần 200 hectare cà phê, 3 dự án lập 4 cánh đồng lớn với hơn 340 hectare lúa. Tổng kinh phí xây dựng các cánh đồng lớn là hơn 766 tỷ đồng.
Việc xây dựng cánh đồng lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thay đổi tư duy, áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đồng thời góp phần từng bước xây dựng được mô hình hợp tác sản xuất kinh doanh giữa doanh nghiệp và nông dân, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum phối hợp với các ngành chức năng tiến hành vận chuyển 35 hộp gỗ sẻ với khối lượng hơn 17,5 mét khối về hạt kiểm lâm huyện Đắc Hà. Tất cả số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm. Trước đó, tối 1 tháng 1, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã phát hiện tại thôn Tân Lập A, xã Đắc Hờ Rinh, huyện Đắc Hà có một vụ cất giấu lâm sản trái phép. Theo đó, 35 hộp gỗ sẻ trên được cất giấu ngụy trang dưới gốc cây ngô đồng trong bụi cà phê bỏ hoang, sau lưng cách xưởng gỗ TL gần 100 mét. Trong số 35 hộp gỗ, có 5 hộp có đường kính lớn từ 70 đến 90 cm, dài 5 mét. Số gỗ trên còn khá mới, chủ yếu là gỗ xoan mộc, rẻ trắng, rẻ đỏ thuộc nhóm 5, 7. Sáng 2 tháng 1, Ủy ban nhân dân huyện Đắc Hà đã chỉ đạo các xã tổ chức kiểm tra lại rừng trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ trên. Thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng phá rừng, huyện Đắc Hà vẫn đang duy trì 6 chốt bảo vệ rừng ở các vị trí xung yếu, lối vào cửa rừng. Điều đáng nói, mặc dù huyện Đắc Hà vẫn duy trì các chốt kiểm tra lâm sản tại các vị trí xung yếu, nhưng 35 hộp gỗ sẻ trên vẫn lọt vào khu dân cư trước khi bị lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum phát hiện và bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc và chủ số gỗ trên. Việt Nam lần đầu tiên tham dự hội chợ mừng năm mới 2019 diễn ra từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019 trên đảo Taipa, khu hành chính đặc biệt Macau, Trung Quốc. Đây là một trong những sự kiện đón chào năm mới đầu tiên do Cục Du lịch Macau tổ chức hàng năm. Tại hội chợ mừng năm mới 2019 có khoảng 20 gian hàng của các nước trên thế giới tham gia, trong đó gồm nhiều nước của khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Hội chợ không chỉ tạo điều kiện để các nước giới thiệu với bạn bè quốc tế nét văn hóa truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của đất nước mình, mà còn góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đa sắc màu của đặc khu Macau. Lần đầu tiên chính quyền Macau tổ chức lễ hội đón năm mới năm 2019. Bên lề của lễ hội thì ban tổ chức cũng đã tổ chức hội chợ về ẩm thực cũng như văn hóa dành cho một số nước tham gia để giới thiệu các sản phẩm cũng như văn hóa của mình. Năm nay Tổng lãnh sự quán Việt Nam cùng với cả hội người Việt đã tham gia một gian hàng tại hội chợ. Tại gian hàng thì Tổng lãnh sự quán cũng như là hội người Việt đã giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam. Gian hàng của Việt Nam đón nhận sự quan tâm rất đặc biệt của người dân Macau cũng như là các cái du khách quốc tế đến tham quan hội chợ. Cùng thời gian diễn ra hội chợ, ban tổ chức còn thiết kế sân khấu ngoài trời để đại diện các nước biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Dự kiến hội chợ mừng năm mới 2019 thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan, tăng 10% so với năm trước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này đã có hơn 1.600 đơn vị trên địa bàn Đồng Nai báo cáo về tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2019 cho người lao động. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất cho một cá nhân đến thời điểm hiện tại là của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI với số tiền 545 triệu đồng. Tính chung cho khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết bình quân cho người lao động đạt từ 7,1 đến 7,9 triệu đồng một người. Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất cho người lao động là 108 triệu đồng, mức thưởng bình quân từ 6,7 đến 7,9 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức thưởng cao nhất được ghi nhận là hơn 36 triệu đồng. Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất cho cá nhân thuộc về một doanh nghiệp dân doanh với số tiền 100.000 đồng một người. Bên cạnh công bố thưởng Tết, đến nay cũng đã có hơn 1.800 doanh nghiệp báo cáo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai về việc tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cho người lao động theo Nghị định 157 của Chính phủ. Được biết, trên địa bàn Đồng Nai hiện có khoảng 32.400 doanh nghiệp đang hoạt động. Làng nghề truyền thống trồng hoa, những biểu tượng của thành phố cao nguyên Đà Lạt là nội dung sẽ có trong phần cuối của bản tin thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một thế kỷ, từ bàn tay của những người đi khai hoang mảnh đất này, các làng nghề truyền thống trồng hoa của Đà Lạt đã được hình thành và thực sự đã trở thành biểu tượng của thành phố cao nguyên và góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sinh ra và lớn lên ở đây, tình yêu đối với mảnh đất cao nguyên này dường như đã ăn vào máu thịt của ông Vũ Nhuận, hiện ngụ tại phường 8, thành phố Đà Lạt.
Ông Nhuận theo nghề trồng hoa cũng là tiếp nối truyền thống của gia đình. Từ những năm 1936, bố mẹ ông Nhuận đã vào đây khai hoang. Rồi nhận thấy lợi thế của vùng đất này, gia đình ông đã lập nghiệp từ nghề trồng hoa và góp phần hình thành nên làng hoa Hà Đông cho đến ngày nay. Hiện với hơn 1 hectare nhà kính, trồng chủ yếu là hoa hồng và cúc kim cương, mang lại cho gia đình ông tổng thu nhập trên 3 tỷ đồng mỗi năm. Cái ngành hoa mà phát triển ưu đãi là nhờ thành phố Đà Lạt là một trong những cái thành phố mà ở Đông Nam Á là có được là nhờ khí hậu ổn định tốt và giúp cho cây hỗ trợ cho cây hoa nó phát triển tốt nhất, cho nên gia đình kinh tế khá là ổn định. Đối với người Đà Lạt, hoa là biểu tượng của thành phố và cũng là niềm tự hào của họ. Và chắc hẳn, tất cả những thành quả của ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bàn tay, khối óc con người, đó là còn nhờ vào điều kiện khí hậu thiên nhiên ưu đãi để hoa trở thành một trong những cây trồng thế mạnh của ngành nông nghiệp Đà Lạt, đóng góp đáng kể trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Tháng 12 năm 2009, tức là đã công nhận làng hoa Hà Đông là một làng nghề truyền thống đầu tiên của thành phố Đà Lạt. Cái sản phẩm của hoa Đà Lạt nói chung, và đó là một cái đóng góp rất lớn của làng hoa Hà Đông chúng tôi đối với sự nghiệp phát triển chung của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Trong quá trình hình thành và phát triển, Đà Lạt đã xây dựng được 4 làng hoa truyền thống quy mô lớn và có thương hiệu, gồm làng hoa Thái Phiên phường 12, làng hoa Hà Đông phường 8, làng hoa Vạn Thành phường 5 và làng hoa Xuân Thành xã Xuân Thọ. Với tổng diện tích hoa khoảng 600 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.200 lao động. Hàng năm các làng hoa cung ứng cho thị trường trên 650 triệu cành. Giá trị thu hoạch bình quân từ trồng hoa của nông dân thành phố Đà Lạt đạt 800 triệu đồng một hectare một năm. Việc ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng và phát triển làng nghề truyền thống góp phần thúc đẩy phát triển các làng hoa. Một số mô hình canh tác hoa chất lượng cao đạt giá trị sản xuất từ 1 đến 3 tỷ đồng một hectare một năm. Này cách đây 5 năm về sau này thì với chuyển qua trồng hoa. Đó. Là mỗi tháng là mình xuất đi là cỡ chừng 10.000 cành, thu nhập nó rất là ổn định hơn. Hiện nay cái làng hoa Vạn Thành đã tập trung có cái đầu tư các cái cơ sở hạ tầng, trong đó là dịch chuyển kinh tế từ du lịch canh nông. Hiện nay trên địa bàn có 4 doanh nghiệp đã đầu tư vào cái du lịch canh nông, số lượng khách hàng năm đều tăng và trong cái tham quan đối với lại các mô hình du lịch canh nông về phát triển kinh tế xã hội địa phương và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Vì vậy, các làng hoa từ lâu cũng đã trở thành điểm đến tham quan, thưởng ngoạn những cánh đồng hoa bạc ngàn sắc màu. Dự kiến đến năm 2020, mỗi làng hoa ở Đà Lạt sẽ hình thành từ 1 đến 2 hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết sản xuất hoa công nghệ cao gắn với hoạt động du lịch canh nông. Kết nối từ 4 đến 5 tuyến du lịch nổi tiếng của Đà Lạt đến với các làng hoa, thu hút trên 20.000 lượt du khách đến với các làng hoa. Ở làng hoa đó là những cái sắc màu rực rỡ với cái bàn tay chăm chút của nghệ nhân, đem đến cho mình một cái cảm giác cảm thấy là yêu thiên nhiên và yêu cuộc sống. Và sau những cái ngày đi du lịch ở Đà Lạt, đến với con người, đến với thiên nhiên Đà Lạt thì mình cảm thấy là yêu quê hương đất nước mình hơn. Nhìn cách ông Lê Văn Diệp, một lão nông ở làng hoa Vạn Thành, chăm chút cho từng cành hoa, mới thấy tình yêu mà những người nông dân ở đây dành cho hoa nhiều như thế nào. Đó cũng chính là nguồn cội tạo nên sức sống mãnh liệt và bền bỉ cho những làng hoa ở Đà Lạt suốt 125 năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.